Máy quay trên ba nhà được không cưng? Duyên Hải. Mở lên ra dư rồi, dư xăng rồi, mở lên ra đi. Nãy à, đúng rồi. Ơi ơi, tắt không tắt. Bật lên, bật lên. Bật, bật vô liền. Đây là dứt khoát luôn. Ngon lành. Nhấc nhau đủ phải không? Nhấc đủ không? Nhấc xả ra. Không có, bán luôn. Gắn luôn. Có bán luôn hả? Rồi đóng thùng lại, đi ra mua điện. Đổ hai cho nhấc mới luôn đó hả? Dạ, nhấc xài luôn á, nhấc xịn á. Test thử hai con ly phân nha bà con, tặng nón áo đầy đủ nè, nón áo ly phân rồi chính hãng nè, chính hãng ly phân luôn nè, đẹp nè. Đổ lít mấy không? Cái này chừng lít à? À, nó còn lít, nhớ hả anh, đổ lít. Đây nó có cái cục này nè, cái hoa nở thơm nè. Đâu cái gì? Đi ra vậy, cái từ đâu? Con để ngay là nó ra nhất tới mặt là được, ngay thử ra chưa? Chưa có đủ đâu. Tìm thôi. Ừ. Để chưa? Chưa có đủ. À. 13 hả? Mua cái 13. Tính mua cái máy chính nữa. Mua luôn đi. Sẵn mua luôn. Ờ. Lo phải không? Thôi, Mạnh Anh đi chơi. Chị chứ Mạnh Anh đi lo. Alo. Sóc Trăng anh. À, nó về bữa đi. Bữa nó thôi là còn cứ mới thì có. Để vài bữa nè. Dạ. Dạ chưa. Nghe chăng luôn anh, nghe chăng không chào luôn. Đúng rồi. Đúng không? Không chào ở quốc lộ nè. Anh ở đâu?
À, ngay trong quốc lộ 1A luôn nè. Dạ, con chào mới chứ. Đây đâu có bán gì nóc mà. Cái nào anh? Dạ, anh ở đâu? Đúng rồi, gồm có dàn cầu với cái bơm đầy đủ á. Vậy gắn máy vô được không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, anh gắn máy không phi cho em được rồi. Chịu gửi anh. Được anh. Được, chút anh điện lên cho. Dạ dạ. Đâu đâu? 16 á, 16 lớn nhất rồi. Đút đây thử dừa không? Nó dừa nó mà. Ngon lành. Rồi cái loại dưới cái lỗ 14 thì sao? Đâu có. Cái của anh là mấy? 14 đâu có dừa. 14 thì nó khác á. Không, cái đời này phải 16 trở lên chứ mới có chứng dịch chứ. Cái cốt là 14 phải không? Phải chấm tán ở đây rồi, nó là phải cái đời này là phải 16. À, mắc buộc rồi, để này cốt này. Tại vì cây lá của em á lỗ 14 em gắn dừa mà 16 em vẫn gắn dừa. Cho anh, tại vì em tuôn em đi giấy á là ở đầu ngoài á là 14, ở trong 16. À hiểu rồi, vậy giờ dứt bỏ 14, tiên là 16 luôn. À, 14, 16 em có luôn, em gắn đầu nào nó cũng dừa hết trơn. Cái này 16 xài mới được, chân dịch nó lớn mới đủ. Nó bự lắm, phải dịch nhỏ nó quăng đây gạt cái gãy cốt à, gãy cốt láp á. Chừng nào mà nói 5 ngựa rưỡi là 14, 7 ngựa trở lại là 14. 7 ngựa vẫn chơi 16 vẫn được luôn. Tại vì nó cũng